Xin chào các bạn, tôi là Bác Thắng Phong Thủy. Hôm nay Bác Thắng Phong Thủy sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề liên quan đến tháng Củ Mật. Như các cụ ta vẫn thường nói, 30 chưa phải là Tết. Thì trong cái tháng 12 lịch này là tháng Củ Mật đấy, đề phòng tiền mất tật mang cho các hướng nhà. Trong cái tháng 12 âm lịch này là sau cửu tử hóa tinh nhập trung cung, gặp sau số 5 ngũ hoàng đại sát của năm ở đó tác hợp lại thành một cái tổ hợp rất xấu. Chính vì vậy trong các cái tổ chức gia đình, đặc biệt là các cái trung cung của gia của nhà và những nơi vui chơi giải trí, ăn uống tụ tập sẽ rất dễ phát sinh ra những cái bệnh liên quan đến ngộ độc thực phẩm, liên quan đến rượu, và sẽ phát sinh rất nhiều những cái bất lợi cho các buổi liên hoan. Bởi vì nó là khỏe tử hoàng độc dược liên quan đến vấn đề ăn uống. Đồng thời trong cái vấn đề ăn uống thì tụ tập thì dễ phát sinh ra cái gọi là lộng ngôn, họa tổng khẩu xuất, bệnh tổng khẩu nhập, và các cái bệnh liên quan đến các vấn đề máu huyết, đa bệnh tật, huyết áp cao và những cái bệnh tai biến, và phát sinh ra nhiều những cái vấn đề ngoài ý muốn. Khi sao số 9 nhập trung cung, sau nhất bạch thủy tinh tới hướng càn, gặp sau lục bạch kim tinh của năm ở đó tạo thành quẻ thủy thiên nhu, đồng thời biến theo hà đồ thì là 1-6 thì biến thành thủy, mà vốn dĩ kim ở bản cung tây bắc sinh xuất, gọi là hung kim sinh thủy. Đồng thời này khi gặp cái tổ hợp này thì phải đề phòng các cái việc liên quan đến sông nước, những cái việc ở nhà về các cái vấn đề về tắm giặt, về nước nôi sẽ phát sinh ra những cái bất lợi, đặc biệt là ở các cái vùng núi cao, đề phòng có những lũ quét, sạt lở, đột xuất hoặc là đuối nước. Về kinh tế thì dễ bị hao tổn, về kinh tế, về đầu tư thì dễ thất bại, đặc biệt cha và con trai trưởng, đồng thời những cái cấp trưởng ở ngoài xã hội đấy rất dễ mắc đào hoa, bởi vì trong cái tháng này là liên quan tới đào hoa sát, đặc biệt dễ mắc phải các cái đào hoa và rất dễ bị mắc lưới tình, đặc biệt là những người làm việc quan chức trong những cái tháng này. Giao lưu vui chơi giải trí cẩn thận, không có là tiền mất mà tình tan và đem lại những cái hậu quả bất lợi, dễ mắc những thị phi điều tiếng và trong các thưởng phạt về ăn chia, về các cái kinh tế trong gia đình ấy cũng sẽ phát sinh ra các cái mâu thuẫn về vấn đề về tiền bạc, đặc biệt là dễ hao hụt về các cái vấn đề liên quan tới yêu đương và nó không tốt. Đồng thời ở những cái quan chức ấy, trong tháng này sẽ có hàng loạt, sẽ có điều chuyển công tác, điều chuyển vị trí cán bộ. Hôm nay chúng ta cũng không đi sâu về các cái vấn đề về chính trị, mà chỉ nói về gì dễ bị mắc phải những cái về điều tiếng thị phi liên quan đến tiền bạc. Đồng thời khi có tiền bạc rồi thì rất dễ mắc phải những sai lầm mà bị lừa tình, dẫn tới những cái mâu thuẫn cho gia đình. Cho nên những nhà mà các bạn có nhà hướng tây bắc phải đặc biệt lưu ý, đồng thời đi về hướng tây bắc phải cẩn thận về các vấn đề liên quan đến tàu thuyền sông nước, các cái bệnh liên quan đến thủy, thận, bàng quang, u não, căng thẳng thần kinh, bệnh nam giới, bệnh phổi vân vân. Trong tháng này là kinh tế ngoài luồng là có tương đối là tốt. Cho đó những nhà hướng tây bắc, đặc biệt là những người mà làm ăn kinh doanh, thì phải duy trì những mối quan hệ cũ và tăng cường mở rộng những mối quan hệ mới để làm đó, lấy đó làm cơ sở cho sự phát triển lâu dài sau này. Tuy nhiên phải rất cẩn thận với các cái đối tác mà mình không tin tưởng mà là người khác giới, bởi vì dễ bị mật ngọt chết ruồi.
Tiếp theo, sao nhị ác tổ tinh, sao bệnh phù, nó tờ hướng loài, gặp sao thất xích kim tinh của năm nó ở đấy, tạo thành quẻ, một quẻ đây là địa trạch lâm, 27 thì biến thành hỏa tiên thiên. Cho nên người ta biết để 2 và 7 điều nó là sao âm tinh. Chính vì vậy người ta có thể biết là phụ nữ trong gia đình dễ nổi nóng, phụ nữ ở ngoài xã hội dễ bất đồng quan điểm, từ chuyện bé xé ra chuyện to. Đồng thời nhà hướng Tây cũng cẩn thận về các vấn đề về hỏa hoạn, không lợi cho các phụ nữ có thai sản và đặc biệt các bệnh liên quan đến ổ bụng, xuất huyết, bệnh dạ dày, táo bón hoặc là những cái bệnh trĩ đó và bệnh cũ dễ tái phát. Trong công việc đấy là không được thuận lợi. Trong tháng này nếu như gia đình nhà nào có các con dâu mà dâu út đấy, có độ 2 con dâu thì con dâu dễ khắc chế mẹ chồng trong tháng này, mẹ chồng và con dâu sẽ có những cái bất đồng. Người trong nhà dễ nổi cáu về chuyện đâu đâu, từ chuyện bé xé ra thành chuyện to mà bất lợi. Đồng thời người ta cũng cảnh báo ở nhà hướng Tây ấy, ở các con cái đấy, đây nó cũng là cung đầu hoa, đề phòng thói trăng hoa mà mất của. Ở các cái cơ quan đoàn thể cũng mà ở hướng Tây thì cũng đề phòng là đặc biệt là nhân viên là nữ thì hay có nhiều nữ ấy, thì hay có những cái bất đồng, có cái mâu thuẫn, đặc biệt là cấp dưới dễ mạo phạm vào cấp trên liên quan đến các vấn đề mà chia bơi hoặc là công việc tị nạnh nhau, nó cũng là cái điều không tốt. Đề phòng các bệnh về dạ dày, ổ bụng, đại tràng, trẻ non, đau vai, trẻ con thì sốt nóng. Trong nhà cẩn thận về các vấn đề về cháy nổ, chập cháy. Tiếp theo, sao tam bích mục tinh nó tới hướng đông bắc, gặp sao số 8 ở đây tạo thành quẻ ở đây là gì? Tam bát thì nó biến thành mộc. Mộc thì là khắc bản cung là thổ, khắc nhập, đề phòng trong phú có họa. Tam bát gặp nhau thì trẻ nhỏ bị hình thương, đặc biệt là bất lợi cho trẻ, trẻ con là trẻ nam giới. Mộc khắc thổ bản cung bất lợi trẻ nhỏ, cẩn thận trẻ dễ bị ngã. Mà ở đây này, những cái bất ngờ nhất thì trẻ con nó lại phát sinh ở giường, có thể bị ngã hoặc là bị về cái vấn đề về tay chân, cho nên cũng phải cẩn thận là trẻ con trong cái tháng này nó sẽ chán ăn, còi xương và tính khí nó sẽ bị thất thường. Trong công việc bước đầu thì cảm thấy thuận lợi nhưng về sau dễ có những vấn đề thất bại. Cho nên đặc biệt là trong cái tháng này, trong các cái giao tiếp, trong các cái quan hệ mà liên quan đến tài chính, đặc biệt là vấn đề về đất cát, bất động sản, chỗ ở, nhà trọ hay là khách sạn, thế sẽ dễ rất phát sinh ra nhiều các cái mâu thuẫn mà không đáng có. Tiếp theo, sao tứ lục mộc tinh nó chiếu tới hướng nam. Hướng nam vốn dĩ nó là hỏa, gặp sao tử hỏa tinh ở đấy, nó là 49 thì nó là phong hỏa gia nhân. Tuy nhiên 49 tác hợp với nhau theo hòa đồ thì nó lại hóa thành kim, mà bản cung là khắc hỏa khắc kim, đồng thời nó là quả phong hỏa gia nhân, gió thổi lửa bay. Chính vì vậy thì nó lợi cho học hành và quan vận, nhưng nó rất dễ bị hao tài. Cho nên quẻ phong hỏa gia nhân này, người ta mới khuyên nhà hướng nam ấy, thì vợ chồng đồng tâm hiệp lực thì sinh tài, mỗi người mỗi ý thì sinh biến. Người trong nhà phải có đồng tâm hiệp lực, phải có cái trách nhiệm, đồng lòng, đồng thuận trong công việc thì nó rất là tốt. Ngược lại, mỗi người mỗi ý thì nó sinh biến, bởi nó là phong hỏa gia nhân, nó đòi hỏi mọi người trong nhà phải có một cái sự đồng thuận. Nếu như mà trái ý nhau thì vừa tiền mất tật mang mà không đem lại cái điều gì. Đồng thời đây cũng là con sao số 4 và con sao số 9 thì nó liên quan đến học hành. Tuy nhiên nếu như con cái trong nhà, đặc biệt là nữ giới, các cháu ở tuổi thành niên hoặc vị thành niên rất dễ mắc phải các vấn đề đào hoa sắc, cho nên cũng phải cẩn thận nhắc nhở. Nếu như học hành thì là tân đới, nếu không thì sẽ mắc phải họa đào hoa. Quẻ này nghĩa này là gió thổi lửa bay, vì thế phải thuận lòng, nếu không thì rất dễ bị hao tài, đặc biệt là các bệnh liên quan đến phong hàn, nám má, khó thở,
huyết áp cao, mắt và tim, phế quản, ho và sốt. Không lợi cho bố và con gái trưởng trong cả tháng này. Đặc biệt là con gái thứ hai và người thứ ngọ rất dễ mắc đảo hoa nếu không chú trọng từ vấn đề học hành thi cử. Cho nên ở cái hướng nhà hướng nam này là tương đối tốt. Tuy nhiên nếu như sai một ly thì đi một rậm, rất dễ phát sinh ra những cái đảo hoa sát mà bác sĩ bảo tới bỏ bê về vấn đề học hành, nên đặc biệt phải cẩn thận. Sao ngũ hoàng đại sát từ hướng bắc gặp sao nhất bạch thủy tinh ở đây nó biến thành không khỏe, tức là thổ phá thủy. Ở đây thì tất cả những bệnh liên quan gọi là bệnh kín phát sinh, đặc biệt là những bệnh liên quan đến bệnh xã hội bất lợi cho con trai thứ hai và người tuổi Tý. Đồng thời ở đây là phụ nữ có thai, bệnh phụ nữ sẽ phát sinh những cái người ta gọi là bệnh kín phát sinh, tứ quý sinh mụn nhọt, là cái điều thứ nhị nó cũng không có lợi. Đặc biệt là con trai thứ hai rất dễ mắc vào các cái bệnh về tình yêu, liên quan đến tình yêu và bệnh xã hội trong các ngày này. Nên cẩn thận, nên thận trọng trong giao tiếp và trong quan hệ khác giới. Đặc biệt đây là cái tháng rất xấu, mọi sự nó không có lợi. Về mọi mặt trong cái tháng này là nhà hướng bắc hoàn toàn bất lợi. Cẩn thận và những cái bệnh xã hội, tệ nạn xã hội và những cái điều chớ trêu nhất mà không thể ngờ được. Trẻ con thì dễ bị hình thương, đặc biệt là cẩn thận nếu trẻ nhỏ thì dễ bị bệnh run xám, lồng ruột hay những cái mà bệnh bất ngờ là phải lưu ý. Sao lục bạch kim tinh đáo tới phía tây nam gặp sao nhị hắc thổ tinh ở đó tạo thành quẻ địa phong thang, tạo thành quẻ thiên địa bỉ. Thiên địa bỉ ở đây này thì nó là sinh xuất, cho nên người ta mới khuyên này để là nếu như trong công việc mà gặp được những cái bế tắc chưa giải quyết được thì phải tìm cái phương pháp mà khắc phục, đồng thời phải tìm ra cái phương pháp để giải quyết và khắc phục thì nó có phát triển. Đồng thời nên tìm các cái đối tác mới nhưng phải mở ngoặc là đáng tin cậy và giữ những cái mối quan hệ đã có, được các cụ có để có thể phát triển trong thời gian tới. Ở đây này, bệnh của nó là các bệnh liên quan đến thần kinh suy nhược, dễ bị mất ngủ, dễ bị trầm cảm và những cái mà cảm thấy luôn luôn ở trong trạng thái buồn bã. Thì hãy sống cho vui vẻ, nên hãy đồng thuận đi, hãy tìm lại những cái đối tác, tìm lại những cái phương án để mình có thể phát triển trong tương lai. Đặc biệt là sang năm tới thì nó sẽ có con sao nhất bạch thủy tinh nó chiếu tới ở nhà hướng tây nam, cho nên trong năm nay khuyên rằng hãy giữ những mối quan hệ cũ đáng tin cậy và củng cố xây dựng những mối quan hệ mới để bước sang năm 2023 vận khí đón sao nhất bạch thủy tinh là con sao dịch, sao quyền tinh và nhiều cái thuận lợi sẽ tới. Cho nên cái nhà hướng tây nam hãy sống vui vẻ, cân nhắc và mọi sự tất sẽ có bình an. Sao thất xích kim tinh đáo tới hướng đông gặp sao tam bích mộc tinh ở đó. Đây là gì? Là quẻ trạch lôi tùy, tức là người gọi là tùy cơ ứng biến, dựa vào thời thế mà hành động. Đặc biệt là những người kinh doanh thì trong cái dịp Tết này là phải xem cái thời thế ở cái thành phố mình ở, nơi mình ở, người ta có những cái gì không? Người ta có đi kiểm tra hay người ta hạn chế, cấm đoán. Ví dụ như là cái thời thế trong cái dịp này có nhiều người sẽ buôn lậu, trốn thuế, buôn pháo, buôn phủng. Thì mình phải biết là phải thuận theo cái thời thế hiện tại của chính quyền. Còn nếu không mà buôn gian bán đậu, buôn bán những cái bất hợp pháp thì chắc chắn là họa sát thân, sẽ dính dáng đến vấn đề pháp luật. Lúc đó hối cũng không kịp việc đâu. Dễ bị người khác trong tháng này, rất dễ bị người khác soi xét, ức hiếp, cạnh tranh
dễ bị hao tổn, mất mát, bị người âm quấy, quấy phá. Đặc biệt nhà hướng đông, cẩn thận về trộm cắp, rất dễ bị loa mát, dễ bị dính tới pháp luật, và đặc biệt liên quan tới những cái tính cách, cái giao tiếp, nếu mà vì nóng nảy mà gặp họa sát thân, dễ gặp những tai bay vạ gió bất ngờ, bất lợi cho con trai trưởng và người cấp trưởng. Cho nên ở nhà phải hướng đông năm nay là bất lợi. Bởi vì sao? Trong năm nó là sao tam bích, là sao thị phi điều tiếng kiện tụng rồi, mà lại gặp sao số 7 đấy là con sao xã hội đen đấy, con sao buôn lậu ấy. Đó, thì nó vào, cho nên người ta nó mới biến thành quẻ là trạch lôi tùy, là tùy cơ ứng biến để mà đạt được kết quả. Ngoài ra ở đây các cái bệnh liên quan đến tai nạn, liên quan đến vấn đề về kim loại, phổi, răng, những cái mà dễ bị trộm cướp, dễ bị tay bay vạ gió ở ngoài đường, ở xã hội. Cho nên nhà hướng đông trong tháng này cũng rất bất lợi. Cuối cùng là nhà hướng đông nam. Đông nam trong cái tháng này là con sao số 8 nó tới hướng đông nam. Ở đây nó là quẻ sơn phong cổ, nó gặp sao 4 là sơn phong cổ, là ở đây là mộc khắc thổ khắc xuất hung. Thì trong giao tiếp dễ phát sinh mâu thuẫn về kinh tế, đất đai, thừa kế và chia bơi lợi nhuận. Trẻ con học hành trong tháng này là lười nhác, dễ bỏ học, không tập trung, bất chợt, đặc biệt là những trẻ vị thành niên mà học lớp 10, lớp 11, lớp 12 là sẽ bất lợi. Người già, người thì cẩn thận với các bệnh dạ dày, gân cốt, phong hàn, nám má, gió và khó thở. Trên đây là một vài những cái mà bác dự đoán trong cái tháng phù mật này sẽ có những cái nhà mà tốt, ngược lại cũng có những cái hướng nhà mà bất lợi. Qua đó chúng ta sẽ có những cái biện pháp phát huy và phòng ngừa là cũng sẽ là tốt, để hy vọng bước sang năm 2023 sau tứ lục nhập trung cung thì mọi sự nó sẽ có nhiều cái thay đổi hơn năm 2022. Chính vì thế ngày hôm nay cái chủ đề của ngày hôm nay là hãy coi chừng tháng phù mật, điểm mật tật mang. Hôm nay cũng là cái ngày cuối cùng của tháng 11, và ngày mai sẽ là ngày 11 của tháng 12 âm lịch. Thì phát cái clip này cũng giúp cho các bạn biết và phòng tránh những cái tai họa. Chúc các bạn một tháng tốt lành, vui vẻ và thành công để đón một năm mới mỹ mãn và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo.